Sáng nay, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của Sở Công Thương giai đoạn 2008-2015 vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai. Số lượng tài liệu tiếp nhận gồm 39 hộp, 147 hồ sơ, tương đương 4,33 mét. Như vậy, đến nay, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh đã tiếp nhận các tài liệu bảo quản vĩnh viễn là 43 phong. Dự kiến đến năm 2025, Chi cục Văn thư Lưu trữ sẽ tiếp nhận khoảng hơn 2.000 mét tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan đơn vị thuộc nguồn nộp lưu và lưu trữ lịch sử tỉnh theo quyết định số 2416 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nâng tổng số tài liệu bảo quản tại kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh là hơn 5.100 mét tài liệu. Cùng với công tác thu thập, tiếp nhận, bảo quản tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh đã số hóa được 1,6 ngàn mét tài liệu của các cơ quan đơn vị. Hiện đơn vị đã triển khai việc khai thác tài liệu tại kho lưu trữ chuyên dụng với dịch vụ công ở mức độ 4.